Xin thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi là ống nước làm mát của dòng xe Mitsubishi Triton và dòng xe Pajero Sport. Thì chất liệu cái này được làm bằng hợp kim. Đây thì cái điểm tay bắt, đây bắt của cái ống nước làm mát này. Đấy, chất liệu được làm bằng hợp kim nhé. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe trên đường, chúng ta chạy xe trên đường mà bị hỏng mất cái ống này, thì lúc đó bắt buộc các bạn